Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình và mình là Myho Gamer. Và chào mừng các bạn đến với một cái video khác trên kênh của mình, nói về con Hades. Thì không giống như thường lệ thì mình sau mai mình sẽ setup cho nó một cái khẩu vũ khí khác như các bạn có thấy ở đây. Đó chính là khẩu Viper. Thì cái khẩu Viper này nó sẽ khác, có một số điểm nó sẽ khác so với Avenger. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy được rằng nó có một cái sự khác bọt so với Avenger. Cụ thể thì như thế nào thì mời các bạn cùng xem theo dõi video của chúng ta. Mình sẽ kích hoạt khiên hấp thụ và sau đó thì boom, ok, chết được con Hover và ngăn nó không cho nó lấy được cái cột mốc giữa. Và hiện tại thì nó vẫn đang là một cái cột mốc trắng, chưa có một cái đội nào có thể lấy được cả. Và cái trận đấu này là một cái trận đấu hết sức nghẹt thở về những cái phần sau, với những phần cuối. Thì tại sao mình nói vậy thì mời các bạn cùng xem. Mình sẽ... ok, mình sẽ kích hoạt boom. Không trúng phát nào cả, không trúng phát cannon nào cả. Cái thời gian hồi chiêu của Viper thì nó cũng giống hệt như là Avenger, đều là 10 giây. Nhưng mà cái khác ở đây đầu tiên các bạn thấy được, đó chính là cái hiệu ứng âm thanh. Nó bắn nó có một cái tiếng gì theo mình nó nghe nó hay hơn so với Avenger rất là nhiều. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn một chút về cái cơ chế và một số cái thông tin liên quan về Viper sau. Đây là một con ao quang, ok. Và đối với những robot có khả năng đó chính là đàn áp, đối với những robot có khả năng đó chính là giảm sát thương, thì đối với cái sát thương đốt hay còn gọi là sát thương qua thời gian thì đối với Viper nó không là một cái vấn đề gì cả. Thì anh em, các bạn đang tấn công kẻ thù và sau đó thì các bạn bị một con invader nó nhảy đến và bị đàn áp sát thương, hay là các bạn đang phải đối mặt với một con Fenrir hay là Falcon, thì cái sát thương mà Viper nó gây ra thì mình không nói, ví dụ như một con ao quảng đây, nhưng cái sát thương đốt hay còn gọi là cái sát thương qua thời gian thì nó sẽ được giữ nguyên bản. Hay nó một cái khác đó chính là nếu các bạn trên liên quân thì nó gọi là cái sát thương chuẩn, có nghĩa là nó không liên quan bất gì đến, nó không liên quan bất kỳ đến một cái gì đó nó có thể chặn lại, ví dụ như là đàn áp, ví dụ như là giảm sát thương hay là cái gì rồi gì đó. Đối với đàn áp chúng ta có Invader, Raker và Blitz. Đối với giảm sát thương chúng ta có Mender, Falcon và Fenrir. Chúng ta còn có cả Invader nữa khi mà nó có 33% giảm sát thương khi mà sau khi tiếp đất 5 giây. Và sắp tới chúng ta có con Phantom có 33% giảm sát thương khi nó đang ở trong cái chế độ dịch chuyển. Thì Phantom sau này trong tương lai mình sẽ nói sau, mình sẽ làm về Phantom sau. Kế hoạt khiên hấp thụ một lần nữa này, chặn toàn bộ sát thương đến từ Orcan của Haichi và boom. Boom, ok, chết Invader. Và rất may là Spectre không nhớ chúng ta. Để các bạn thấy là cái sát thương nó rất là lớn, nó không, nó có thể thấy là nó cao không khác gì Avenger luôn. Cái khẩu Avenger thì các bạn nên bắn ở tầm gần, thì cái sát thương TPS nó rất là cao. Khi mà các bạn ở khoảng cách là 275m trở xuống thì cái sát thương TPS của Avenger nó là đạt đến cái độ cao nhất. Còn khác với Avenger là Viper thì chúng ta đứng càng xa thì cái sát thương nó càng cao. Mình đã có tham khảo ý kiến của một số anh em trên một số anh em chơi Gurubots khác, và mình đã có xem qua được cái bài damage test giữa Avenger và Viper, thì kết quả cho thấy rằng Avenger bắn càng gần thì càng đau, còn Viper bắn càng xa thì càng thấm. Chứ nó không, chứ các bạn đừng nghĩ rằng là Viper cái wow boom ông chun lĩnh chọn hai phát cannon đầu, nếu như nó mà lĩnh luôn cái phát thứ ba thì có lẽ nó chết luôn rồi. Mình không biết là có last stand hay không, nhưng mà nếu như nó không có last stand thì chắc chắn là nó sẽ chết. Và có một con này đang bất động để boom boom, ok, một kill. Hello, chúng ta đã giải quyết nốt đến đấy. Và các bạn đừng nghĩ rằng là cái sát thương của Viper nó như nhau. Kết quả cho thấy rằng nếu các bạn đứng xa thì cái sát thương nhận được, kẻ thù nhận được sẽ cao hơn khi mà các bạn đứng gần. Mình không hiểu cái nguyên lý đấy lắm, nhưng mà tóm lại là thực ra là mình không muốn nói quá nhiều khi mà so sánh với Avenger và Viper trong cái video này. Tại vì là mình đã hứa với anh em rằng mình đã dành hẳn một cái video nói rõ chi tiết so sánh trong một video tương lai, cho nên là bây giờ mình không muốn nói quá nhiều để làm cho anh em biết trước được, cũng như là mất đi hết đi
là mất hết đi những cái sự thú vị trong cái video đó. Mình sẽ giữ lại nhé. Và tóm lại là mình khi mình chơi Viper dành cho Hades thì mình cảm thấy một cái sự khác bọt nữa. Tại vì sao? Tại vì là một cái lý do nữa đó đến từ cái việc là cái vũ khí Canyon. Cái vũ khí Canyon nó có khoảng cách bắn là 500m, Hollow là 500m, Viper cũng là 500m. Và một cái điểm nữa đó chính là Hades nó không có sự lực cơ động cao. Ngoài cái việc là nó có một cái khả năng phòng thủ, nhưng mà nếu như nó đối mặt với những con robot có khả năng cơ động cao thì nó có thể thì kẻ thù hoàn toàn có thể đi sâu vào bên trong khiên của các bạn. Cũng như là nếu như nó đấu ở tầm gần thì theo mình thì Hades nó rất là khó ăn một con số những con robot khác nếu như các bạn không thể hạ được nó ngay trong khi cái khiên còn ra hoạt động. Cho nên là theo mình Hades nó sẽ đứng ở, nó sẽ có đóng các vai trò là đi cấu rỉa ở khoảng cách 500m. Và nếu như ở khoảng cách 500m thì cái sát thương DPS của chúng ta, nếu như các bạn chơi ở Avenger thì nó sẽ rất là phế. Cho nên là các bạn hãy nên build cho mình cái khẩu Viper. Theo mình là nó rất phù hợp dành cho Hades như mình đang sử dụng ở đây. Thực ra hay Viper mình sử dụng trên bản test rất là nhiều, nhưng mà vì đến bản live server thì mình không có bất kỳ một khẩu nào cả. Cho đến vài tuần trước thì mình đã có build xong và hôm nay mình mới làm video cho anh em xem. Đây chính là cái khoảnh khắc các mình đã nói các bạn ngay từ thời điểm đầu video, đó chính là rất là ấy nha. Một tên bạc khiên này mình sẽ nhắm sang tên khác và mình sẽ quyết định chuyển đổi được. Mình sẽ có đi vào sau bên trong khiên nhưng mà không thể nào, và sau đó thì mình bị hạ rất tiếc. Và mình sẽ sử dụng Invader, tên này đã có sử dụng khả năng rồi, cho nên là mình sẽ đàn áp boom 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 một kill và boom 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 boom. Cái lý do mình sử dụng module hồi máu ở đây đó chính là vì cái lượng máu của mình bị tụt đi nó gần so với, các bạn có hiểu cái đoạn vừa rồi không? Có nghĩa là nhá, để tôi để mình dùng Spectre sau đó mình sẽ giải thích cho các bạn. Mình sẽ nhảy lên này và cái khiên của bạn này đã kết thúc boom một kill và sau đó thì chúng ta sẽ chết và chúng ta sẽ cùng xem cái sát thương. Mình sẽ giải thích cho các bạn này, khi mà mình bị tấn công thì cái lượng máu của mình nó sẽ bị tụt đi, nhưng mà cái định nghĩa cái kỹ năng của phi công đó chính là khi mà cái lượng máu của mình về đúng 50% thì cái khả năng đặc biệt của mình sẽ lập tức hồi lại. Và wow, thậm chí các sát thương của chúng ta còn cao hơn cả sát thương của team bạn người đứng đầu luôn. Khi mà cái máu của mình xuống đúng thời điểm 50% thì lập tức cái khả năng nhảy của mình sẽ được hồi lại, nhưng mà khi mà cái khả năng đặc biệt của mình nó chưa xong thì cái lượng máu của mình đã chuẩn bị xuống 50% rồi. Cho nên là khi mà cái khả năng đặc biệt của mình nó đang trong quá trình vẫn đang dùng mà cái máu của mình nó dưới 50% thì mình sẽ không thể nào dùng được cái kỹ năng lần một lần nữa, một lần miễn phí. Cho nên là mình bắt buộc phải sử dụng cái module hồi máu để đẩy cái lượng máu của mình lên cao hơn, để sao cho khi mà cái thời gian sử dụng cái khả năng đặc biệt của mình nó kết thúc thì cũng là lúc mà cái máu của mình dưới 50% thì khi đó chúng ta có thể sử dụng một lần nữa và kết thúc cái ván ở trên map Carrier. Chúng ta giành được một cái lượng sát thương cao cả team bạn, thậm chí đấy là Core. Cố lên, ok, boom boom boom, wow, Ares nhận được một cái cú, wow. Ares nhận được một cái cú bắn rất là to đến từ hai khẩu Canyon. Nếu như chúng ta dành chọn ba khẩu Canyon thay vì là một viên dành cho Inquisitor thì chắc là một lúc ấy Ares đã chết luôn rồi. Cái quạt khiên này đó, Ares lập tức chuyển cái hệ thống bắn dành cho kẻ khác và boom, nó mất đi 46% lượng máu và ngay lập tức nó cũng đã chết luôn. Khá là mạnh. Đối với một cái map hẹp này thì theo mình là cái khẩu Viper của chúng ta sẽ bắn được rất nhiều. Come on, ok, khiên vẫn chưa tắt các bạn ơi, lạ thế nhỉ, khiên chưa tắt này. Nhưng mình đành phải rút về tại vì là mình rất sợ thì bạn có ai để tấn công chúng ta. Ok, cái khiên sau khi tắt thì các bạn thấy này, cái sát thương đốt của chúng ta vẫn còn tiếp tục khi mà chúng ta vẫn còn bắn cái sát thương chính đến từ Viper dành cho kẻ thù. Ok, rất may là nó bị khóa chân. Boom boom boom, ok, khá là dễ đúng không các bạn ơi. Happy time rồi. Và có một tên khác này, cái âm thanh của nó khi mà các bạn nghe được trong cái quá trình mà các bạn chơi ấy, cái âm thanh phát ra từ Viper tụi mình nó rất là đã luôn.
nó sấy giống kiểu là nó rất nghe nó đã hơn khi mà các bạn bắn bằng Avenger, thề luôn như vậy luôn đấy. Chúng ta sẽ bắn tiếp này. Rấp, ok. Một con Inquisitor đã phải ngã xuống và mình sẽ reload. Không ổn các bạn ơi. Ok, nó có bậc khiên rồi, mình sẽ chạy vào. Mình không muốn dính níu bất kỳ gì điều gì đến cái khiên của nó, tại vì là cái sát thương từ bốn khẩu Dracul của nó sẽ có thể đẩy lên cao hơn bất cứ lúc nào. Và cái sát thương của nó lại một lần nữa rất là cao ở đây. Boom, một kill. Nhưng mà đáng tiếc hay là chúng ta đã bị mất cái cột mốc đấy rồi. Ok, tôi đã sử dụng khiên này. Mình sẽ kích hoạt khiên đúng cái lúc, đúng thời điểm mà nó khai triển cái Dracul. Và rất may là chúng ta có một cái khóa chân và boom, cho một kill. Từ nãy giờ chúng ta hại được hai Ares rồi các bạn ạ. Đó là cái lý do tại sao mình rất thích Hades thay vì là Ares. Rồi, chúng ta lấy được cái cột mốc giữa và cái vị thế đang nghiêng về team chúng ta. Mình bị khóa chân và boom, 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 ok. Bây giờ mình sẽ lợi dụng cái khiên của Eldritch Ares để nấp vào bên trong khiên của nó, trong cái thời gian nó hoạt động để có thể có được sự bảo vệ tốt nhất. Boom, triple kill. Ok. Wow, phải cẩn thận các bạn ạ. Mình sẽ nhảy xuống, mình sẽ đi xuống. Nó để ý mình rồi các bạn ơi. Mình bị tắc ở đây. Ok, nó đã di chuyển qua một cái hướng khác và ngắm vào một tiếng khác. Đồng đội chỉ còn 2 tiền. Oh wow, các bạn ơi. Death button Eldritch Airy. Ok, nó nhìn mình, nhưng mình vẫn chưa kích hoạt. Và bây giờ mình sẽ kích hoạt này. Mình bắt buộc phải kích hoạt, tại vì là cái sát thương đến từ Orkin và Pinata rất lớn. Mercury, rất tiếc là mình không mang QR. Nếu mình mang QR thì mình sẽ có thể hại được con Mercury dễ dàng. Đừng, cái kia mình sắp hồi lại rồi các bạn ơi. Không kịp. Không kịp luôn đấy, thề luôn. Spectre chủ của chúng ta chưa được chơi đúng không? Ok, một tên. Và vừa địa hình này. Không biết là bạn ấy có biết mình hay không, nhưng mà bạn ấy lại chạy sang hướng này và kích hoạt cái khiên. Mình cần tránh cái khiên của nó. Mình sẽ lên hướng này. Và sau khi cái khiên của nó kết thúc thì mình có thể dễ dàng bắn được nó rồi. Mình sẽ mặc kệ nha, mặc kệ cái sát thương đến từ Dracul đi. Mình sẽ pop, ok, một kill. Và nó bắt buộc phải đi vào bên trong cái bức tường, tại vì là tuy chúng ta đang cố gắng tấn công chúng. Tôi cố gắng tấn công con Buwak như thế này. Ok, và ok, top of kill. Easy mode, chúng ta đang ở chế độ easy mode với sự bảo kê tận răng đến từ đồng đội. Wow, nó cố tình nhắm vào mình, tại vì nó biết là mình sắp hết máu mà. Ok, mình sẽ trở lại nha. Kích hoạt khả năng đặc biệt này để các bạn có thể thấy là cái sự delay khá là cao. Boom, một kill. Mình sử dụng shotgun mà, thế này mình có thể cái mạng này khá là dễ dàng. Wow, hơn 1 triệu dam, ok. Và đó là tổng hợp tất cả thông tin trong video ngắn này về cái vũ khí Viper được đặt trên Hades. Và theo mình thì nó sẽ tốt hơn so với Avenger nếu như các bạn chơi ở tầm xa, cũng như là cái cơ chế của Hades thì nó sẽ phù hợp hơn khi mà các bạn chơi ở tầm xa, tại vì nếu như các bạn chưa cận chiến thì nó sẽ không tốt một chút nào cả. Và anh em thấy sao? Thấy có hay không? Đừng quên bỏ lại một comment ở phía dưới phần bình luận. Và nếu thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và giờ đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký để luôn cập nhật những video mới nhất khi mình ta tải lên. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong video lần sau.